Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 13 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sau nhiều tuần mưa lũ nghiêm trọng ở Tây Nam và miền Trung Trung Quốc, những cơn mưa lớn gây lũ lụt dọc sông Dương Tử khiến gần 300.000 người sơ tán ở các tỉnh An Huy và Giang Tây do nhà cửa bị phá hủy, đường phố tê liệt và nhiều người bị mắc kẹt mà không có thức ăn hoặc điện. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khoảng 147.000 người sơ tán ngày 12 tháng 9 tại An Huy khi hơn 2.000 căn nhà bị hư hại sau một tuần mưa bão ở bờ biển phía đông. Tại khu vực Giang Tây, hơn 151.000 người đã được sơ tán từ hôm trước đến ngày 13 tháng 9 và gần 2.000 ngôi nhà bị hư hại. Ngày 13 tháng 9, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo nhiều trận mưa lớn sẽ diễn ra ở các vùng phía Nam trong những ngày tới. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được triển khai tại các khu vực bị ảnh hưởng mới nhất, tổ chức sơ tán và cứu trợ. Video được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy những ngôi nhà 3 tầng bị sập, đồ đạc trôi nổi trong nước bùn và lính cứu hỏa giúp người dân thoát hiểm từ cửa sổ căn hộ đến nơi an toàn. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi Sông Dương Tử ngày 13 tháng 9 đã đưa ra cảnh báo cam về nguy cơ lũ lụt ở vùng hạ lưu và trung lưu của con sông dài nhất Trung Quốc trong bối cảnh mưa lớn được dự đoán tiếp tục diễn ra trong khu vực vào 2 ngày tới. Trong khi đó, Cơ quan Phòng chống lũ và hạn hán của tỉnh Hồ Bắc, tỉnh nằm khu vực trung lưu sông Dương Tử cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, bắt đầu từ 15 giờ theo giờ địa phương ngày 13 tháng 9. Tính đến ngày 13 tháng 9, tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận 14 người tử vong và 5 người mất tích sau khi mưa lớn trút xuống 44 quận tại tỉnh này, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 9 triệu người. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã huy động 303.200 người tuần tra dọc các con đê sông để cảnh báo về nguy cơ lũ lụt. Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh đã sơ tán 17.000 người đến nơi an toàn và huy động 85 chuyến bay tuần tra để theo dõi thảm họa lũ lụt và địa chất. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 9, hai tỉnh ở miền Nam Trung Quốc là Quảng Đông và Giang Tây nâng mức cảnh báo lũ lụt khi nước sông tràn bờ và dâng cao kỷ lục, buộc người dân phải sơ tán và công việc bị gián đoạn sau nhiều tuần mưa như trút nước. Thành phố Thiểu Quan, tỉnh Quảng Đông, nơi có lượng mưa trung bình kể từ khi bắt đầu mùa lũ đã phá vỡ kỷ lục, nâng cao cảnh báo lên cấp 1, cấp cao nhất. Chính quyền địa phương yêu cầu cư dân của các cộng đồng dọc theo bờ sông và ở các khu vực trũng thấp di chuyển đến vùng đất cao hơn. Sau khi nước lũ tại đây đạt mức cao nhất trong hơn 60 năm, hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh người dân tụ tập tại các trường học được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời ở thành phố Thiểu Quan của tỉnh Quảng Đông. Hàng trăm cái lều được dựng lên trên sân thể thao. Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, gần Thiểu Quan cũng nâng cảnh báo lũ lên mức cao nhất vào khoảng giữa trưa cùng ngày khi nước dâng. Ngày 12 tháng 9, chính quyền tỉnh Quảng Đông cho biết hơn 200.000 người đã được sơ tán trong thời gian xảy ra mưa lũ và đến nay tỉnh này hứng chịu thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ, khoảng 254 triệu đô la Mỹ. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, tại tỉnh Giang Tây, chính quyền đưa ra báo động đỏ về lũ lụt sau khi 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế tại đây lên tới 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,21 triệu đô la Mỹ. Với 43.300 ha cây trồng bị hư hại. Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 220.000 người phải sơ tán kể từ đầu tháng này vì lũ lụt. Ở Quảng Tây, nước đục ngầu tràn ngập các khu vực đô thị và lực lượng cứu hộ di tản dân trên xuồng cao su. Mùa mưa vào hè kéo theo lũ lụt diễn ra ở Trung Quốc hầu như mỗi năm. Tuy nhiên, các nhóm môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể mang đến những trận mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng trước đến giữa tháng này 621mm, cao nhất kể từ năm 1961. Với những trận mưa lớn tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu tuần này cho biết 85 con sông trên toàn quốc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 13 tháng 9 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 do mưa lớn ở miền Nam nước này. Tân Hoa Xã cho biết, động thái trên diễn ra sau dự báo vì những trận mưa như trút nước ở 7 tỉnh miền Nam Trung Quốc. Cụ thể, từ ngày 13 tháng 9 đến 2 ngày tới, mưa lớn dự kiến được ghi nhận ở các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu, khiến mực nước sông có khả năng tăng lên đáng kể và dẫn tới cảnh báo lũ lụt.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến tỉnh Giang Tây để hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt. Trước đó, một nhóm công tác khác cũng tới tỉnh Vân Nam ngày 12 tháng 9 vì một số con sông được nâng mức cảnh báo khẩn cấp lên cấp độ 4. Tính đến ngày 13 tháng 9, mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Trong số này, theo Tân Hoa Xã, chính quyền huyện Vũ Bình, tỉnh Phúc Kiến cho biết 8 người thiệt mạng trong 2 vụ sập nhà do lở đất ở địa phương. Mưa lớn bắt đầu trút xuống huyện Vũ Bình từ tối 3 ngày trước theo giờ địa phương. Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy phố xá ngập trong bùn lầy và một số con đường bị cuốn trôi một phần. Ít nhất 39 ngôi nhà bị hư hại trong lúc hơn 1.600 người phải sơ tán tại địa phương này. Ngoài ra, 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích ở tỉnh Vân Nam, theo đài truyền hình nhà nước CCTV của Trung Quốc. Cũng tại tỉnh này, thời tiết cực đoan đã làm hư hại đường xá, cầu cống và cơ sở hạ tầng viễn thông, điện lực ở huyện Khâu Bắc. Trang Bloomberg gần đây dẫn dự báo của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết lũ lụt ở miền Bắc và miền Nam nước này có thể tồi tệ như mùa hè năm ngoái, thời điểm những trận mưa xối xả khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hơn 27.000 người ở 22 quận huyện thuộc khu tự trị Quảng Tây bị ảnh hưởng bởi mưa lớn hồi giữa tháng này. Ngoài ra, hơn 2.300 ha hoa màu bị hư hại, gây thiệt hại khoảng 104 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 15,5 triệu đô la Mỹ. Tại tỉnh Quảng Đông, nhiều thành phố buộc phải đóng cửa các trường học do những trận mưa như trút nước. Theo NCC, lũ lụt năm nay được cho là tương đối tồi tệ và khắc nghiệt hơn so với mức trung bình trong lịch sử. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn cùng với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết trong một báo cáo riêng rằng các thành phố phải cảnh giác và nhận ra mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Kính thưa quý vị, trang web của Chính quyền Nhân dân thành phố BJ, tỉnh Quý Châu đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 9, một vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực xây dựng dự án cơ sở đào tạo của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố BJ ở Quý Hoa, đường phố Jin Hai Lake New District, BJ City đã bị lún sụt khiến mọi người bị mắc kẹt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh thành phố đã lập tức ra quân ứng cứu khẩn cấp và thành lập trụ sở khẩn cấp. Hiện tại, tổng số hơn 720 người tự cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở, tài nguyên, y tế, công an và các ban ngành khác đã được huy động tại hiện trường và 8 tổ công tác gồm cấp cứu khẩn cấp, an ninh y tế, hậu cần. Đã thành lập và điều động 16 máy xúc, thiết bị phá dỡ 10 bộ, 16 bộ xe cứu thương và các thiết bị cứu hộ như cần cầu, máy bay không người lái, máy dò sự sống, chó tìm kiếm cứu nạn, thực hiện đầy đủ công tác cứu hộ và xử lý. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9, sau khi dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn, 8 người đã được cứu sống, trong đó 3 người được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Hiện đã ổn định sức khỏe, 5 người đã tử vong. Bước đầu xác minh có 9 người vẫn mất tích, hiện tại công tác cứu hộ đang được tiến hành. Theo tin tức của CCTV vừa qua đưa tin, nhóm công tác đã đến địa điểm xảy ra vụ sạt lở đất ở Suy Trang, Quý Châu trong đêm, kiểm tra tình hình cứu hộ với người có liên quan phụ trách Bộ Tài nguyên và các chuyên gia, đồng thời tổ chức họp tại chỗ chỉ đạo công tác cứu hộ. Tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 9, tổng số 26 người đã được tìm kiếm cứu nạn, trong đó 11 người sống sót, 15 người chết, 30 người mất liên lạc. Wang Ji, đội trưởng đội cứu hộ Bầu Trời Xanh Quý Châu, nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng, do khối sạt lở đã chặn hẻm núi, nước mưa xung quanh chảy vào vùng trũng, tạo thành một hồ đập nhỏ. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 13 tháng 9, hồ đập đã được phá bỏ. Tờ tin tức Bắc Kinh trước đó đưa tin, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 12 tháng 9, một trận lở đất đã xảy ra tại hệ tầng Chagu thuộc làng Pingji, thị trấn Chi Trang, huyện Suy Trang, tỉnh Quý Châu. Đến khoảng 18 giờ, Ban Chỉ huy Cứu nạn Khẩn cấp địa phương thông báo tình hình cứu nạn. Tính đến 17 giờ 45 phút đã cứu được 24 người, trong đó có 11 người sống sót, 13 người tử vong, 32 người mất liên lạc. Wang Ji nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng tổng cộng 60 người từ đội cứu hộ đã được điều động để tham gia cứu hộ. Hiện trường chia làm 4 đội cứu hộ, nhóm 7 người đồng thời làm việc. 11 giờ đêm qua, chúng tôi nhận được thông báo từ bộ phận cấp cứu. Đội cứu hộ đã đến hiện trường vào lúc 1 giờ sáng ngày 13 tháng 9. 10 giờ 50 phút sáng ngày 13 tháng 9 tại hiện trường cứu nạn, trời mưa rất to, khoảng 3 giờ chiều mưa tại hiện trường đã bớt đi một chút. Theo ông Wang Ji, khó khăn hiện nay của công tác cứu hộ tại chỗ được chia thành 3 khía cạnh sau. Thứ nhất, người dân bị vùi lấp sâu. Thứ hai, không thể xác định có người sống sót hay không. Vì vậy, việc vận hành máy móc xây dựng quy mô lớn càng phải thận trọng. Thứ ba, do mưa tại chỗ và đất bị hóa lỏng nên quá trình cứu hộ cần phải đề phòng sạt lở thứ cấp.
Sau khi sạt lở xảy ra, do khối sạt lở đã chặn hẻm núi nên nước mưa xung quanh thu vào vùng trũng thấp, khu vực nằm giữa và một hồ đập đã được hình thành. Bên trái và bên phải đã được dọn dẹp và loại trừ. Yang Yong, đội trưởng đội cứu hộ Bầu Trời Xanh, nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng cuộc giải cứu hiện tại chủ yếu sử dụng các hoạt động đào đắp lớn và sự hợp tác của máy móc hạng nặng. Đội cứu hộ đầu tiên phân định khu vực cứu hộ, sau đó dùng máy xúc để đào, chủ yếu sử dụng máy dò âm thanh và thiết bị USA. Về các thảm họa thứ cấp có thể xảy ra sau sạt lở đất, ông Ma Dong Tao cho rằng sạt lở cục bộ có dạng hình nan quạt, tương đối thoai thoải, không có thung lũng lớn nên nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất, hồ đập là không lớn. Ma Dong Tao cho rằng ưu tiên hàng đầu của cứu hộ là kiểm tra những ngọn núi xung quanh không bị lở đất, xem có dấu hiệu nứt trên bề mặt hay không và sơ tán người dân để đề phòng sạt lở thêm. Cũng có thể ước tính vị trí hiện tại của ngôi nhà bị vùi lấp dựa trên dấu hiệu sạt lở, tiết kiệm thời gian cứu hộ. Ngoài ra, độ sâu sạt lở khác nhau, càng xa chỗ sạt lở thì độ sâu càng nông. Cá nhân tôi cho rằng nên đào phần cạn trước, đó là cách nhanh nhất. Lê Bang Yuan, phó trưởng đội cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn cho trận lở đất lớn ở Guju Sucheng và là giám đốc của Cục Quản lý Khẩn cấp Lupansui cho biết, cho đến giây phút cuối cùng, đừng bao giờ bỏ cuộc, cần tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và điều trị những người bị thương. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!